Ok, giới thiệu tới các bạn một bộ xay hơi của Nhật nha. Cái này 24V các bạn, 24V nha. Qua cái bộ này. Ok, thì video này thì mình sẽ bán hai loại nha. Bộ xay hơi này của Nhật ha, Japan các bạn. Bộ này có cấp điện 220 thì nó sẽ nung nóng cái bàn bàn này nè. Thì các bạn có thể xoay 360 độ cũng được nếu mà cần ha, cần thì bỏ cái hai cái cử này. Bộ này giá 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6. Còn cái cụm này 300 bao ship ha, cụm này là 1 2 3 4, 4 bộ van. Một bộ van á, tiếng gọi là up down các bạn, up down nha, hai bên 24V. Hàng của Nhật nha, hàng Japan. Thì bộ này mỗi bộ này nó sẽ có hai cặp hơi nha, một cái in cái out nha. Ok, thì video này mình cái này lâu lắm rồi mình mới test được các bạn, bây giờ mới có đủ điều kiện test nha, đủ điều kiện hơi bọng. Cái này thì các bạn có thể làm cần gạt nha, cần gạt lên xuống hoặc là công tắc ha. Công tắc hai chiều, nói chung là khách nào cần thì mình làm luôn nha. Về cấp điện là xài thôi, cấp điện với hơi là xài thôi ha, đường hơi đây các bạn. Rất là khỏe nha các bạn. Ok, bộ này thì mình nói là nhá, mình bán hai sản phẩm. Một là bộ này 1 triệu 6 bao ship, hàng của Nhật Japan, nguyên zin nguyên kiện. Còn cụm này là 300 bao ship nha, cụm này cũng của Nhật, điều khiển được 4 ti nha, 4 bộ xi lanh, điện 24V. Hàng này hàng mới chưa xài các bạn, mới chưa xài nha. Còn cái chụp nó, hàng này hàng mới tinh 100% chưa xài. Ok, hơi nha. Đó, đường hơi cấp vào. Hơi thì có một đường nguồn, cấp nguồn. Còn lại thì nó ra 4 bộ van nha. Đó. Ok, rất là cần liên hệ nha.